Mình chào tất cả các bạn nhé. Như đoạn cuối của video hôm qua thì các bạn cũng biết là mình có bẫy một cái con trào màu cũng gọi là khá đẹp ở trong AV của mình ra để mình nuôi lồng bên ngoài thử. Thế nhưng mà bẫy mãi không được ấy, thì thôi hôm nay quyết định là lại mang lồng với lại mang trào màu xuống giả nhân để thử xem là liệu nhờ nhân liệu hắn có bẫy được không. Đây, để mình xuống giả nhân cái đã. Mỗi nẻo đường mang câu ca tình yêu thăm lòng. Hello em. Không bẫy được chú ạ. Không bẫy được. Anh bẫy cả buổi chiều hôm qua, sáng nay anh bẫy thử nhưng mà không ra. Thế thì anh giả chú cái lồng mới lại giả cái con chim này. Không bẫy được. Nhưng mà cái con này của anh thì nó kiểu nó có nhảy vào đây nhưng mà nó kiểu toàn nhảy ra rìa này thôi. Không bẫy được. Không bẫy được. Để em lên bẫy đó. Thế nhưng mà bẫy thì thấy mọi người bảo là nuôi lồng sợ nó lại bị nhát chim nó không đẹp ấy. Nhưng mà nuôi lồng vất lắm. Nuôi lồng thì nhát nhưng mà má nó không thuần. Nhưng mà sao nó có thuần được? Sao có thuần được? Anh đang chán, đang tiếc giờ bẫy ra thì lại còn con mái nó cặp theo đôi của nó rồi. Thì con mái bẫy ra thì con trống bẫy ra con mái làm nào? Thì cũng phải lừa nó mà bẫy ra. Cũng bẫy ra. Nhưng sao ví dụ như bẫy con mái thì lấy con mồi này bẫy được không? Hay phải lấy chính con trống đấy? Bẫy được hết. Bẫy được hết. Nhưng mà giờ bẫy ra thì lồng anh còn chưa có. Đi mua. Toàn dễ không vậy? Đây, em Toàn thì anh 4 sợ, năm hôm nay chữa hết cái ô này. Anh sợ là không anh không biết nuôi lồng. Thực sự là anh chữa nuôi chim lồng bao giờ ấy. Giờ đi mua lồng trước chứ. Đi mua lồng xong về bẫy chứ. Cậu nhà nha, anh em cháu đi lên phố đây. Đây, chú vào đây chú xem hộ anh xem nào. Cái lồng nào mà mình dùng được. Chào các bác nhé. Ôi giời. Bác, em xem cái lồng chim trào màu bác. Chú Nhân vào xem hộ anh bác. Vào đi. Chim em mới cho ra lồng này là lên cho ăn cái cám hiển môn này anh. Đấy, thế thì anh lấy cho em thêm khoảng một gói nữa đi. Sau em khỏi phải lên. Đấy. Sau ăn hết hai gói này là sau mình có thể lên được hiển 2 rồi anh. Còn nếu mà đẹp hơn hiển 2, ngon hơn thì là cám gì nữa. Thế. Đây 600. 560.000 cả lồng lẫn đồ ăn các bạn ạ. Còn con mái thì sau làm nào nhỉ? Con mái sau anh rốt cái lồng nhà nhỉ? Con mái rốt tạm lồng nhà nhỉ? Rồi, em xin nhé. Thôi anh nghỉ em cũng về đây. Đây. Có ngay. Chết đấy. Đam mê là chết đấy, nghiện là dở rồi. Vào đi. Xuống. Đấy. Xuống. Ôi, con nào đây? Không phải con đấy nhân ạ. Con này là con khác. Sao nó đấu mà nó không sập về? Con trên đỉnh này cũng trống luôn à?
Ủa thế của anh nó toàn trống à? Thế thì nhiều trống lắm. Ôi giời, cánh chưa thấy xòe kinh chưa? Chết rồi, chính nó rồi. Phải nó không? Phải nó. Phải không? Chú mang, chú mang đây anh xem nào. Có đúng là nó không? Anh tưởng là cái con mà đang ăn bên ngoài đấy. Mang đây, mang đây. Thế là mãi mới được. Thế là anh cứ tưởng là cái con cặp đôi với nó là con mái cơ, hóa ra là đều là trống cả. Nó kẹp như nó dữ quá này. Đây, trống nha, vừa lấy một trống. Đậu, nhìn trống là nhìn như này. Mắt nó méo. Mắt ở cái mi trên nó méo đấy. Ừ, nó méo, mắt như quả trứng này. Ừ. Còn nếu mà mắt tròn xoe là mái à? Mắt tròn xoe là mái. Anh có biết đâu. À, mà lông. Đây. Ôi già già. Thế là có lồng mới cho chim. Chú giữ hộ anh ơi. À, chú xem nó có béo không? Xem chân nó có đi bót đi biết gì chưa? Không biết đúng bót. Chửa, chân này vẫn tới chửa. 2 năm tuổi rồi đấy. Đấy. Anh nuôi con này 2 năm thì ít gì đâu. Chết rồi, quên không mua cái đấy nhỉ? Mua cái gì? Cái nót giấy á? Nót giấy. Thì thôi cũng được, đi sao anh cho sau. Phải nó. Phải nó. Thế à? Nành mà, nó thả vi rồi, không nành mà. Đấy. Đang thương nó rằng là có một đôi trống mái cặp với nhau, là bắt con trống ra sợ con mái buồn. Thế nhưng mà nó là hai con trống các bạn ạ. Ồ thế sao hai con trống nó lại đi với nhau chú nhân nhỉ? Cố gắng hai trống đi cặp đôi với nhau. Ồ thế à. Thế thì thôi được rồi. Thế thì tạm thời mình bắt một mình con này ra đã. Chi bê đê. Đấy. Đây. Nuôi trong AV nó cũng ừ nhỉ. Nó cũng không có sổ lông lắm đâu nhỉ. Thuần rồi. Ngon rồi, ngon rồi. Không như chi bùi ở ngoài. Mun à, Mun, có ăn cào cào không Mun? Nhảy xuống đây, nhanh. Đây, nào, ẹc. Này, tập chứ không có thời gian chơi cùng nữa đâu này. Ăn đi, Mun chê cào cào à? Này Mun, này, đấy, ngon. Này Mun này, Mun. Đây, thời gian đâu mà chồng mới lại nghịch mới Mun được. Thế, ở đây. À, vậy là mình đã bắt được cái con trà màu này ra rồi. Bây giờ mình sẽ quyết định nuôi lồng nó một thời gian để xem là liệu với cái cách chăm sóc đặc biệt của mình học hỏi của Nhân ấy, với lại một số bạn ấy, thì liệu mình có chăm được cái con trà màu này nó thành một con trà màu đẹp không nhé. Nếu như mà nó không được đẹp ấy, thì sau mình tiện ở trong cái chiếc lồng này, và sau đó là mình làm xong cái chuồng sinh sản của nó ở ngoài kia ấy, thì mình sẽ chuyển cái con này ra cái chuồng sinh sản. Bây giờ là mình đang tạm nuôi lồng để thử xem là liệu nó có lên được thành một con chim đẹp hay không. Đấy, cả con khiếu này nữa, mình đổ đất xong ngoài kia là mình sẽ làm cho nó một cái chuồng sinh sản. Đấy, lúc nãy trước khi cho nó vào đây là mình cũng đã cho nó mấy con cào cào rồi này. Nó ăn rồi, nó có ăn rồi. Đây mình đút cho nó thêm con cào cào nữa này. Ôi tôi chết rồi, đổ con cái chuông của bác ơi. Hết nhả chân ga ra. Nhả chân ga ra rồi, chân ga của em đâu? Em nhả đâu, tôi chưa được. Đi đâu đấy? đây. Đúng rồi, nhả chân ga ra thế. Giờ em lại dẫm ga đi. Đi. Nào đi, ra xúc cát cho bác. Đường này. Em lái ngược này thế. Đúng rồi, tôi chưa được lại đâu rồi bẻ. Bẻ cá của bác. Cứ
Mũ che kín mất mặt rồi, kín mất. cháy mất máy rồi. Vậy là hơn một tiếng đồng hồ mình phụ vữa, bố thì xây. Bây giờ là hai bố con mình đã xây được một cái chiếc bờ như thế này. Đó, đã lên hình hài của một chiếc bể rồi các bạn ạ. À, cũng như là mình nói hôm qua ấy, thì mình sẽ ngăn một cái bờ ở đây để mà bên này mình nuôi ba và bên này là mình nuôi lươn này. Còn đây là hai cái cống thoát nước để ví dụ sau này mình có thay nước thì mình sẽ làm nước trổ ra đây. Mình định là làm cái cống này ở vế đằng này cơ. Thì mình đi lại nó sẽ không bị vướng chân ấy. Thế nhưng mà vì là cái lền của mình ấy, mình kiểm tra lại rồi nó bị trũng ở giữa mất. Cho nên là thôi mình bắt buộc lại phải làm cái cống ở đây. Thì mình đi lại nó sẽ hơi vướng một tí nhưng mà thôi cũng đành phải chấp nhận thôi. Đấy. Thì có khả năng là ngày hôm nay thì chưa thể nào xây xong được. Nếu mà muốn xây xong thì ít nhất là phải sang ngày mai thì mình xây xong được. Ngày mai xây xong là phải đợi khoảng một ngày cho xi nó chết. Thì sau khi đó là tiến hành vào chát các bạn ạ. Thì ít nhất phải mất tầm nó khoảng 2 hôm nữa. 2 hôm nữa thì mới vào chát được. Chát xong rồi, xong rồi đó là mình để xi chết rồi bơm nước vào ngâm. Ngâm tầm nó khoảng 2-3 hôm rồi xong rồi đó là mình mới tiến hành đi mua lươn giống được. Đấy. Đấy. Ủa mà có ai gọi ở trên đê hay sao nhỉ? Ờ anh chào em. Nhìn em quen thế nhỉ? Vâng. À có phải là cái em trước xuống gì nhỉ? Tặng anh cây hoa súng mà sau anh cho cá bảy màu đấy không? Dạ đúng rồi anh ạ. À thế dạ, ừ vâng. Ừ. Trên này em có quả đu đủ, em tặng quả đu đủ. Ôi giời. Lịch kính quá em ạ, từ ở trên Tân Yên, em Tân Yên nhỉ? Vâng vâng. Ở Tân Yên xuống đây mà mang xuống đây tặng cho anh cái quả đu đủ. Đây thì anh cảm ơn em, anh để đây để sau anh cho chim nó ăn. Đấy. Em ơi, em ra xem hộ anh trong cái con này là con trống hay con mái này, cái con ngoài cùng này này. Đây. Con này là trống hay mái? Con này là trống. Ừ, thế cái con đằng sau này là mái hay trống? Anh nghĩ là mái đúng không? Cũng chưa hẳn là mái đâu rồi. Thế thì anh cho em hai con này luôn nhá. Nếu mà là một trống một mái thì càng đẹp, mà nếu mà hai trống thì cũng càng đẹp. Hai trống sau em mua thêm một con mái về ghép đẻ. Đây. Vâng. Thì hôm nay em xuống chơi thì anh có kỷ niệm em hai con gà. Dạ vâng, em xin đấy. Ừ. Con này lại kỷ niệm cao, lại mất một cái móng. Móng gì em? Mất một móng chân rồi. Đâu? Nó bị mất móng chân. À không phải đâu, nó dính bẩn đấy. À. Nó kiểu như là nó quét đất, nó bị bết đất ấy. Không bị sưng hay sao ấy. Ừ. Con bảo nó ở trong AV này nó chạy cát ấy, không sao đâu, anh vâng, không vâng, sao vâng. Đâu. Thế hai em về luôn à? Dạ vâng ạ. Thế còn em mũ bảo hiểm đâu? Không mang mũ đi. Thế chết rồi. Thế có lấy mũ bảo hiểm không? Anh cho em một cái. Hôm nào mà xuống anh cho giá anh cho không được. Thôi em lo rồi. Ừ thế đi từ từ đấy, đi chậm chậm thôi nhá. Công an không có thì mình cũng phải bảo vệ cái ấy của mình. Ờ về đi. Mở miệng cái túi ra chưa? Không. Thế đây em mở cái miệng ra đây. Thế này là được rồi. Vâng vâng. Đấy em đi sao em để ý được. Nó cũng không nhảy ra đâu. Ừ. Ờ anh đóng cổng cho rồi. Về nhá. Đâu con mang đây chú xem nào. Ờ. Con ở trên Trung Hưng hay con ở đâu? Ở Trung Hưng á. Gà này nó bị non chân, tôi không ấy được ạ. Ừ. Tôi không đi được ạ. Về thì nuôi không, cháu. Không đúng được ạ. Đâu mang đây chú xem nào. Con đây. Con cứ để trong lòng này, con để ở dưới này. Thế. Ôi giời. Ở Trung Hưng thì trên nhà con thì ở quanh nhà con có nhà ai có dịch không? Không. Có phải cách ly không? Không ạ. Ờ nhưng mà nhớ đi đâu là phải đeo khẩu trang như thế này nhá, không được không bỏ ra nhá. Cái con gà này là nó lở lâu chưa con? Lâu rồi ạ. Tức là gà này là gà của nhà con này. À gà nhà con à? Nó nở được go vai vai ngay. Lúc nở nó vẫn chạy tốt lắm nhưng mà giờ nó không. Ừ nhỉ. Không chạy được. Ở đây chú đang đi bắt tí cào cào về để chú cho con trào màu của chú. Thì có khả năng là chú tiện chú cho con này ăn luôn. Nhưng mà nó yếu lắm con à? Vâng. Mắt nó cũng không mở được này. Ờ mình đang chuẩn bị bắt thêm tí cào cào cho con khiếu mun với lại con trào màu ấy, thì vô tình ra đến đây đến cửa thì gặp các em nhỏ ở xóm trên thì có mang xuống gửi mình nuôi một cái con gà này.
Con gà này thì cũng khá chứ là yếu rồi, nhưng mà thôi được rồi, con cứ để cho chú chăm sóc đi. Đấy. Thì con đợi nó vào hộ chú tí để chú đi cất cái con cào cào này đã. Vâng. Ây da. Cất cào cào này vào cái nọ sao chú cho nó ăn xong. Đây. Ôi giời. Thế còn những cái con anh chị của nó có khỏe không con? Khỏe em ạ. Ờ. Thế thì được rồi. Thế hôm nào mà chú nuôi khỏe sau sau nếu mà có nó mà còn sống được thì sao chú gọi chú con xuống con bắt về nhé. Đấy đây con thả vào đây. Thả vào đây cho chú để sao chú cho nó ăn. Đấy. Thế thôi bỏ đây sao chú bắt xong được. Ở ngoài kia nhiều lắm. Đấy chú để đây để sau. Đây chú con thả vào đây. Thế. Rồi. Đây để mình xem cái con gà này nó sẽ như nào nào. Ôi ngã ngửa này á. Liệu có được không ta? Nó yếu quá rồi các bạn ạ. Yếu quá rồi. Lúc nãy mình nói vậy với các cháu ấy để cho các cháu đỡ buồn thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cái con gà này không thể nào mà cứu được các bạn ạ. Nó yếu quá mất rồi. Nhưng mà thôi mình sẽ cố gắng hết sức. Đây là cái men tiêu hóa mà mình vừa mới chuẩn bị này. Và lúc nãy mình bắt được một ít cào cào ấy. Thì tiện đây là mình ngâm với lại cái men tiêu hóa rồi là cho nó ăn thử một tí. Biết đâu thì nó sẽ hồi lại. Các bạn nhìn kìa, nó vẫn đang ngã ngửa ngã nghiêng này, mà mắt nó lim dim, nó yếu lắm. Đây, chết rồi, nhảy hết ra ngoài mất rồi. Mình sẽ cố gắng cho nó ăn một tí rồi biết đâu nó này kéo dài được cái sự sống của nó lâu hơn đấy. Chứ con này mình không chữa được, chắc chắn là không chữa được. Gà con nó bị như này khó chữa lắm. Đã thấy nó lại nặng rồi. Mình sẽ bón cho nó một tí. Ôi giời. Ăn được không? Nãy nó ngủ rồi này. Thôi các bạn ạ, mình nhận được cái con gà này là ngoài cái dự kiến của mình ấy, cho nên là bây giờ mình phải xin phép tạm dừng video ở đây để mình chăm sóc cái con gà này. Hy vọng là sẽ kéo dài cho nó được cái sự sống nhé các bạn nhé. Thì rất mong các bạn thông cảm cho mình bởi vì video hôm nay mình tạm dừng nó hơi đột ngột ấy. Vâng, xin chào tất cả các bạn.